Chị ơi, tình này chị sắp bằng dao hay bằng gì vậy? Để làm à? Dạ. Em tưởng là chị sắp bằng dao gì là quá siêu rồi. Giống như cái hồ lô vậy đó. Phải cao, trồng rất là khó. Nhưng mà khi mà có lờ á thì thu nhập rất là cao luôn nha các bạn. À, đây là bông điển nè. Đặc trưng của miền Tây sông nước cho mình luôn. Ăn với canh chua thì được. Lên một ký mít thái đi. Giờ này đông nhất luôn. À, con cái này là ngóc vàng mà lía hả? Lía hả? Lía hả vậy? Ăn canh đồ ngóc với thịt bò hả cô? Canh đồ ngóc này cô hái hả? Bà cái 100 ha. Bà cái 100. Các bạn khủng khiếp chưa? Đó, thấy bề ngang á, thấy bề ngang á, đó, đó, rồi. Cảm ơn anh gì? Mình xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại mình đang có mặt ở xã Vĩnh Hòa thuộc Tân Châu An Giang. Thì hôm nay mình sẽ quay cho tất cả cô chú anh chị các bạn xem khung cảnh của chợ Vĩnh Hòa vào lúc buổi sáng. Khi gần đến chợ thì mình sẽ gặp một cái khung cảnh rất là quen thuộc của bà con ở đây. Thì ai đi xa quê thì sẽ nhìn vào khung cảnh này là rất là nhớ ha. Đó, gần tới chợ thì chúng ta sẽ gặp rất là nhiều cái quán phở. Đó, những cái quán phở đặc trưng của chợ Vĩnh Hòa nha. Thì mình thường đi đến đây thì mình sẽ ghé quán phở này mình ăn. Đó. Đó, đây là cái quán rất là lâu năm các bạn. Rất là quen thuộc đối với mọi người chúng ta ở Vĩnh Hòa. Và còn Vĩnh Hòa mình đi qua đường cái. Đó. Đây là khung cảnh buổi sáng của chợ Vĩnh Hòa nè. À, chợ anh nướng thịt. Sáng gì nướng nhiều không vậy em trai? Dạ. Sáng gì nướng nhiều không? Nhiều anh. Nhiều ha. Ở đây chợ bán đông nhất là mấy giờ em? Khoảng tầm 7 giờ. Tầm 7 giờ là hả? À, như này mới 6 giờ 45 à. 7 giờ 8 giờ. À, 7 giờ đến 8 giờ. Đó, thịt hấp dẫn luôn nha. Em làm khâu nướng thịt không hả? Dạ. Làm bên khâu nướng thịt không hả? Sao mà kêu bà nghỉ giờ tại em nướng thế. Là nướng thế ha. Dạ. Rồi, anh cảm ơn nha. Rồi, mình sẽ đi vô bên trong quay phở nha bạn. Đó, đây là tiệm quán phở Phượng Tươi. Đó. Chào cô bán phở nha. Đó, đây là hai cái nồi súp của phở hả chị? Súp phở này hả? Súp phở hả? Dạ, sáng giờ bán nửa nồi hả? Bán sớm đi tài. Tàn sớm thì đi làm. Dạ. Sáng là khoảng 6 giờ mấy hả chị? 5 giờ hơn là không có bán rồi đó cưng. Dạ, dạ. Như này hết hả? À, giờ này cũng bằng nữa. Đó, đây là cái thao thịt của chị nè. Đó. Cơm của cưng là canh gì kìa? Dạ. Dạ. Đây đó anh Giang. Em mới đây đó anh Giang. Đúng rồi, đúng rồi. Em mới quay chợ Vĩnh Sương bánh. Dạ. Dạ. Bánh ta quay sớm lắm, à, ta đi sớm lắm. Dạ. Dạ. 9 giờ hơn là dẹp hả chị? Thịt này thịt heo hả? Cái này là nồi súp heo. Ồ. Quán này tên gì vậy? Phượng Tươi hả? Ờ. Quán Phượng Tươi trước cổng chợ Phú Hòa nha các bạn. Đó, đây là giá nè. Giá trụng luôn. Đây là trụng giá đây hả chị? Đó, này là nấu điện hả? Đó, trụng giá cái điện các bạn. Đó, còn đây là phía bên trong thịt cửa chị nè. Đó. Thịt bò đó chị, cho em quay xíu. Thịt bò ở đây là tái, cái này là nạm. Tái hả, nạm hả? Cái này là này điều mới tái hả? Ờ, cái này tái. Dạ. Nghe chị kêu vậy chị? Do tôi béo thì tôi tính mày để anh đánh coi. Dạ. Ờ. Dạ, dạ. Chị bán cơm còn em gái đó bán phở hả? Ờ, chị... của mẹ con chung hả? Mẹ con chung luôn hả?
Đó là tô hủ tiếu mì 20.000 nha các bạn. Hôm nay bắt trước anh gốc nhà quê quay ẩm thực. Đó. Rồi mời các bạn dùng hủ tiếu mì nha. Mình vừa ăn sáng xong với bạn thì mình sẽ quay cho bạn xem chợ Vĩnh Hòa nha. Đó, trước chợ Vĩnh Hòa thì có khu vui chơi của trẻ em hoạt động vào buổi chiều nè. Đó, đây là cái nhà lồng chợ Vĩnh Hòa được xây dựng cách đây khoảng 7 năm. Thì bên trong nhà lồng chợ thì có những cái kiosk đã đóng cửa. Cái này khách hơi vắng nên kiosk đóng cửa rất là nhiều luôn. Chỉ có một vài cái kiosk đã mở cửa thôi các bạn. Đó, bên kia là cái tiệm vàng và cái vật liệu xây dựng của Út Lắm. Đó. Thường mình đi mua thuốc sâu thì mình thường đi qua đây bên Út bán thuốc sâu nha các bạn. Rồi, bây giờ mời các bạn cùng mình đi vô chợ nha. Chợ chỗ này bán quần áo thì đã đóng cửa rồi nên mình và anh em sẽ đi vô chợ nông sản phía sau bán cá, rau củ quả các loại. Wow, sáng đi chợ muôn đóng đồ luôn trời. Đó, đây là chỗ gửi xe miễn phí hả cô? Dạ, ai đâu cũng được hết, không tốn tiền gửi xe. Đó. Chợ này đặc biệt là không có chỗ gửi xe nha các bạn. Đó, đây là bên trong nhà lồng chợ nè, đóng cửa hết rồi. Ở ngoài thì còn một số cái sạp còn mở thôi, nhưng mà cũng không có khách mua hàng luôn. Rồi đầu chợ có chị bán trái cây nè. Chợ ấy hả cô? Chợ này là khỏi quay ơi, là chị ơi. Đông là đông lúc mấy giờ cô? Đây đây thì nhắc này đông là vậy đó. À, đông là vậy đó hả? À, đông nhất đó, đó hả? Đông nhất khi đó. Quay nửa tiếng hồ luôn. Dạ. Ngoài này là trắng dẻ dữ dằn luôn. Đầu trong bán gì hả cô? Thì cá mắm thịt thà gì đó, đầu trong này nè. Dạ dạ dạ. Lâu rồi đó giờ mới thấy cái chợ. Mới thấy chợ quay. Có người đi quay. Tối về lên coi nha cô. Coi ủng hộ mấy anh con. Đây về ủng hộ hả? Dạ, đài YouTube. Cố định đây không? Đó, chưa đâu đi chưa được chuyển ra kia. Chưa ra mà được hả? Quá, trước mặt mình là cái cô bán bánh mì thịt nướng gì nè. Hay là bún thịt nướng ta. Đó, lại tìm hiểu nha. Wow, miếng thịt siêu mỏng luôn. Chị. Đó. Ô, miếng thịt nè. Đẹp chưa? Miếng thịt này chị sắc bằng dao hay bằng gì chị? Dạ không anh. Ừ, để làm hả? Dạ. À, xay ép mà, ép mỏng này hả? Em tưởng nó chị sắc bằng dao là gì là quá siêu rồi. Ô, vậy là thịt này xay rồi ép mỏng lại. Dạ. Wow. Quá đẹp luôn. À, chị bán bánh mì nè, thịt ép nha các bạn. Không nổi, ốm ốm con hết xịu à. Anh chủ có mua đồ rồi ghé, mua đồ ủng hộ. Mua ủng hộ cô đi giáp thống khổ nè, anh Phước Giang Tây. Anh chủ có mua đồ ghé ủng hộ, mua đồ nha. Có giới thiệu review quan gian hàng cho cô, review cũng đi. Ở gì cô? Ghế ủng hộ đây, bà cái 100. Bà cái 100 ha. Bà cái 100. Đâu đâu review cho quảng cáo luôn nè. Thôi vậy này thì khách đi lai ra thôi các bạn, chứ không có đông. Ô, tên quá tên gì em thấy tên chân cô. Tên quá tên gì để em
Không có tên hả? Không có đại bản. Dạ. Đường bán này cái tỉnh đâu có. Dạ. Vậy người ta giao hàng ta lấy tên gì? Tên Kiều. Ờ, à, tên Kiều. À, tiệm tạp hóa của cô Kiều nha. Đầu chợ của Vĩnh Hòa nha các bạn. Chính giữa nhà lòng nhà chợ, nhưng mà xíu mình sẽ đi dạo vòng chính giữa lòng chợ quay các bạn xem luôn. Bây giờ mình sẽ đi ở phía bên ngoài trước. Lát ra đây cũng cho đường nghe nha cô. Ăn canh đồ ngót với thịt bò hả cô? Canh ngót này cô hái hả? Mua. Mua, tưởng đâu cô hái không à. Rồi, cảm ơn cô. Dạ, đi quay YouTube. Có luôn rồi đó. Có ba chị luôn. Đó là hai chị bán trái cây nè. Chị này bán mít hả chị? Nhìn là biết rồi. Nhìn là biết bán mít rồi. Mít này mít gì hả chị? Mít Thái nha các bạn, chứ không phải là mít của Campuchia nha. Oh, rất là vàng tươi. Thơm ngọt, thơm ngọt đó hả? Đó. Mít này ký nhiêu hả chị? Dạ, lấy em ký được, lấy em ký mít Thái đi. Chợ này đông nhất là khoảng mấy giờ hay chị? Ồ, anh là sửa tiền tử hả anh? Dạ, tới giờ này mới cửa tài. Đó, phun xăng thẩm mỹ luôn. Đó. Dạ. Dạ, cỡ mấy triệu à? Cỡ 60 triệu à? Dạ. Dạ, không có lặt sẵn hả chị? Không muốn lặt gì chút trả lời lấy nha. Dạ dạ, có gì này lặt là ngon ạ. À. Có một trắng chị bán trái cây luôn. Nãy giờ em quay chỉ lật mít nãy giờ nè. Còn riêng gì á chị? Đi cháo. Cơm gì hạt lép. Nhà em chợ có cái tiệm xung phun xăm mỹ phẩm nha các bạn. Nhờ các bạn vô đây ủng hộ chị nha. Rất là rẻ luôn. Dạ. Yeah. Chị tên gì á chị? Thanh ha. À, chị Thanh. Chị Thanh phun xăm thẩm mỹ nha các bạn. Đó, đây là có số điện thoại của chị luôn nè. Đó. Ai muốn làm đẹp thì vô gặp chị Thanh. Rồi, mời các bạn đi vô chợ thịt rau quả nha các bạn. Quay chợ gì đó. Dạ. Mấy con đi quay chợ. Chợ chợ. Dạ. Chợ Vĩnh Hòa mình được quay rồi nha. Dạ, được lên YouTube rồi. Mua nấm gì chị cô? Mua nấm về là nấu nấu lẩu. Nấu lẩu hả? Này ăn lẩu luôn. Ừ. Lâu ăn lẩu một lần. Chứ nhà con ăn canh không à. À, bên đây là cái tiệm bán thịt. Rồi, mời các bạn đi đi vòng chợ luôn nha. Mua được gì anh Gốc? Sách luôn đi. Sách luôn. Sách cho anh Gốc luôn. Ở đây thì rất là chặt hẹp luôn các bạn. Đó, đi đụng đầu trên cái miếng màng luôn. Trên đây thì mấy cô chặt thịt bập bập đây luôn. Xíu nữa mình sẽ đi qua đường này sau nha. Rồi mình sẽ đi qua phía bên ngoài luôn các bạn. Ở đây hơi chặt hẹp. Con
Bao nhiêu một ký? Bán 15 ngàn. Cô này là con cái này là ngốc vàng mà. Lía hả? Lía hả? Lía hả chị? Con lía trong phải con hến hả chị? Ở đây kêu con lía. À, dạ nhưng mà lía. Em kêu con hến là đúng ha. Gọi là con lía. Cái này là con hến cào nhà hả chị? Cái này là chị cào hả chị? Trai mò. Dạ. Trời ơi trai mò dữ rồi. Đây là con của chị mò được bao nhiêu? Ngày được cũng cả trăm mấy, 70 không biết đâu trời. Thu nhập với ha. Dạ. Rồi mà mình cào cho được bao nhiêu ký? Nếu mà tính ra 15 ngày một ký, trăm ngoài vậy là xe cũng được ngày mò mười mấy ký vậy trời. À, xe chạy chợ luôn. Không, chừng 10 ký, 8 ký, 9 ký, đâu có nhiều. Mò từ con mà. Giống như quê mua mọi chị hết luôn nha. Công sức bé nhà mò đi mò dưới sông. Bé có đi học không chị? Này 1 ký rưỡi. Ký rưỡi rưỡi 15. Bé mò hết rồi. Lai gai vô chợ luôn à. Bây giờ là khoảng 7 rưỡi nha bạn. Thì chợ đông nhất là khoảng 7 giờ trở về sau. Còn bao nhiêu tiền đó? Hả? Mấy nhiêu tiền đó? Chợ giờ này bắt đầu dọn dẹp nha các bạn. Và cái này là đặc trưng của miền quê nè các bạn. Đó, ốc quắn. Hay là gọi là ốc rắn nha. Khoai cao nè. Khoai cao rất là dễ thương luôn nha các bạn. Đó. Giống như cái hồ lô vậy đó. Khoai cao trồng rất là khó. Nhưng mà khi mà có lờ á thì thu nhập rất là cao luôn nha các bạn. Chỗ mình thì có mấy anh trồng khoai cao nè. Xong anh đi Bình Dương luôn tại vì do lỗ. Đồ gãy nè. Đặc trưng của chợ Chợ Hổm luôn. À, đây là mít Thái này các bạn. Nãy mình mua hết ký mít Thái rồi. Đó, quay cái sạp rau này quá trời đông rồi nè. Hết hồn. Kiều ơi hết hồn chứ. Bây giờ tiệm rau nào cũng ít chứ có tiệm rau của anh này là bán nhiều ta. Trời ơi, tính nhanh thế ghê trời. Dạ, đi về phim mà chơi nước ngoài nè. Dạ. Anh này bán được. Anh này bán Bình Giang ha. Ờ, với lại nói chuyện dễ thương cho nên là người ta mới người ta làm. Dạ. Vậy là đây là bí quyết của anh bán đắt đúng không? Anh này tên gì chị? Anh này tên Út. Rồi, anh nói chuyện dễ thương lắm không? Này đồng nghiệp của tôi. Nè, phải con nè. Nãy anh nói tên gì chị nói anh tên gì quên gì? Út hết. Út hết hả? Lá kêu nói con nào dễ thương. Rồi bán quay đi, ảnh nói chuyện dễ thương. Hello. Đồng nghiệp em đó. Dạ, em để lên luôn á. Cái này có bình ký nè. Ký 7 ngàn. Cái rau này là đông nhất ở cái ở đây nha bạn. 10 ngàn. Đây là phía sau chợ nha. Đó, chợ rất là ít. Đó.
mình đi ra phía sau vòng cái xe chợ luôn. À, bên đây có mấy cô bán cái này các bạn. Dạ con đi bên phim chợ. Nàng bán có 2.000 hả cô? Hả? Nàng bán có 2.000 hả? Không phải, cái đó 100g 5.000. 100g 5.000 mà cô bán nhắm cho bà. Dạ. Lấy cho con 100g đi. Con về con bóp cỡ khô luôn. Mua đây. Dạ nhà con còn khô. Dạ. Sớm đâu hết chứ. Dạ. Sao đâu này là cô trồng hả cô? Này vì căn của ta. Dạ, con tưởng đâu là cây sao đâu ở nhà chứ. Không có, vì căn thôi mà. Dạ. Cô này là ký bao nhiêu hả cô? Này hả, ký 140, còn này ký 150. Ồ, ký 150. Còn này. Đó, còn cá sập bỏi khổng lồ luôn. Ký 180. Này thì ký 80. À, đây là bông điển nè, đặc trưng của miền Tây sông nước cho mình luôn, ăn với canh chua lươn. 100g sà đâu về bốc gỏi luôn. Bó đó ăn nhiều bó đó. Dạ. Cây con ăn đắng xịu à. Ăn được tốt đó, nó chị tơi. Dạ. Với nó chị gan đó. Chị tơi gì gan phải không? Ừ, nó thiệt luôn á. Chị tiểu đường của đó, nó ba loại luôn đó. Dạ. Ăn được là tốt. Rồi, mình để đi qua tiếp tục bên đây các bạn. Đó. Ở đây mình có gặp cái cô bán chiếu chiên nha. Để cô quay cô bán chiếu chiên luôn. Chiếu chiên rất là to luôn nha các bạn. Cái gì? Đó là chị bán chiếu chiên nha, lấy em 2 trái chiếu chiên à. Ngày bán được mấy trăm trái chị? Em bầu chọc chị á. Mấy chục trái à. Dạ. Khoan để cho em đi. Em quay về chiên xíu. Đó. Chiên rất là nó nở lên hả chị? Quay chứ dạ. Quay lên YouTube. Đó. Đó chưa ai quay gì chưa? Chưa. Cấp vốn cho bán nhiêu chiên. Đừng quay tôi rồi quay chứ chú rồi nha. Đó, chiên rất nó nở lên nè. Bột này bột gì vậy? Bột gì? Bột mì ha. Đó, bột mì lát là nở lên các bạn. Có anh thọt nữa nè. Rồi, giờ mình sẽ đi qua phía bên trong chợ quay cho bạn xem bên trong luôn nha. Rồi, mời các bạn cùng đi vào chợ với mình nha. Wow, ở đây cũng có sầu riêng luôn nha các bạn. Đó, đây cô bán khoai lang nữa nè. Đó. Cây cao nữa nè. Này ăn với đường hả chị? Rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nha. Đây, phía sau chợ thì cũng khá là vắng nha bạn. Thì bà con mua đồ ở phía bên kia thì mua thịt cá là nhiều, còn phía sau thì tà khóa thì ít. Dạ ngày mai. Đó, anh bận mắm luôn. Trời ơi, con cá này cỡ 60kg anh. 60kg hả? Khủng khiếp thiệt trời. Cá vừa đếm hả anh? Cá này cá đếm hả? Dạ, dạ. Thấy con đếm kìa. Nặng dưới 8kg. Trời ơi, cá. Cá 8kg. Có ai đặt cũng giao hàng tới chỗ luôn anh. Dạ. Cá này con gì anh, con này gì? Cái này có ba sa, có bụng đó anh. Có bụng ha. Dạ. Cá sông ngon lắm anh. Dạ. Cá sông luôn ha. Dạ. Còn cái này là cá câu hả? Không, cá thả lưới, cá sông đó. Ờ, cá thả lưới luôn. Các bạn, cái này là cá thả lưới nha, cá tự nhiên nha. Dạ. Dạ.
anh có thể cầm cái anh lên cho em quay cái được không? Dạ. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Đó các bạn, khủng khiếp chưa? Nó thấy thấy bề ngang anh. Dạ. Thấy bề ngang á. Đó. Đó. Rồi. 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 Em cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Giao hàng luôn hả? Dạ. Dạ, lát xin số điện thoại để dưới luôn. Dạ. Có nhìn thiếp không? Ừ, nhìn thiếp cho anh rồi em. Có nhìn thiếp không chị? Nữa anh để số điện thoại dưới luôn, có ai xem được người ta đặt hàng nó mua luôn. Dạ dạ. Chị bán rất là nhiều đồ luôn nha bạn. Đó, tôm nè. Tôm thẻ này ký như thế chị? Thẻ ký 108. Dạ, ký 108. Còn sầu huyết. Sầu huyết ký 101. À, 101. Rồi, có ai lát em để số điện thoại lên cái video rồi ai có gọi gì giao hàng ha. Rồi, cảm ơn chị. À, đây em có chị bán hải sản nữa nè. Đó. Chị bán cũng rất là nhiều nè bạn. Đó. Mực. Rồi tôm thẻ luôn. Cần người cô tiếp không chị? Ba thằng lượng này. Anh này dư vợ này chị. Anh thấy đi làm tiếp được. Lo ăn được rồi chị ơi. Anh này dễ lắm. Chị có con cá rất là lớn chị làm sẵn rồi nè. Wow. Đi bao luôn. Trời ơi, anh này ảnh bán dép luôn các bạn. Nhìn ảnh rất là tội nghiệp luôn. Đi bán dép ảnh quẩy như người kìa. Đó. Cái này là con cá. Cá này mà kho queo cái ăn là dứt nách hết người con. Nó hiểu đó. Cá này nó có hiểu mà kho tiêu là hết bài rồi đó. Đồ bán nó lại hộp nè. Mà sao sáng giờ bán sao cô? Bác cũng lai lai hả? Lai lai hả? Lai lai hết được canh trứng chưa? Có đâu, không có đâu, ngày 20 hộp mà đâu có nhiều nha. Cô ăn quán nữa cô. Cô bán quán nữa hả? Nước nữa nè. Dạ. Cô bán quán thôi mà vàng đeo đỏ tay luôn nha các bạn. Đừng tính hỏi cô chiều sống được cái nghệ lắm không á. Dạ dạ dạ. Dạ. Thôi giỡn với cô thôi, chúc cô sức khỏe nha. Đó, đây là cái đoạn đường phía bên trong này, giữa chợ luôn nha bạn. Đi đường này chúng ta sẽ đi ra ngoài phía nhà làm chợ phía trước luôn. À, mình đi quẹo phía bên tay trái nữa là cũng ra giáp chợ các bạn. Wow, xa xa nghe cái mùi bánh nướng nha các bạn. Đi xa xa nghe mùi bánh nướng. Lấy em về cái bánh đi. Nó cái lò huyền thoại. À đúng rồi, nướng huyền thoại này đúng rồi. Đây là gòn bếp ga không à? Ít người nướng bằng lò này các bạn. Đúng rồi. Cái này mà chơi lò củi nữa là đúng bài luôn. Cái này để chi chị? À vậy hả? Có thơm luôn. Bánh bông lan để hàng ở trên. Chị cái nào chín chị? Mấy phút nữa mới chín? Khoảng 5 phút. 5 phút nữa hả? Dạ. Bọc này nhiêu chị? 10.000. Dạ, 10.000 ha. Đúng rồi, 10.000 bánh bông lan hả? Đúng rồi. Tại quá giờ thơm chị hết nổi à. Đi qua chị hết nổi. Bánh kẹp được chưa? À được rồi kìa. Dàn rồi kìa. Dàn quét luôn. Ồ. Còn bánh bông lan thì chưa có nở nữa kìa. Dạ. Chị ghế này là trong bài hát cô bán bánh bông lan hay gì nè. Cái bánh bông lan nó giống như là cái bánh bò. Cái bài gì quên tên mất tiêu rồi ta. Cô bán bánh bông lan gì đó. Bài bánh bông lan. Bánh bông lan. Đó chị bán bánh bông lan là chị biết đúng không? Nè. Chưa tới.
Chị ơi chị đừng có dở lên chị ơi, dở lên mấy ông này quay một lát là hư bánh. Rồi, cảm ơn chị nha. Rồi. Đó, đây là cái đoạn cuối cùng của chợ nha, mình đi thẳng là mấy cô bán cá như là bán rau. Mời phía bên phải là mình sẽ đi ra chợ luôn. Rồi, mình sẽ đi cái đoạn cuối cùng của chợ nha các bạn. Đó, gà vịt tôm mực luôn. Chị bán quá trời nhiều luôn. Rồi. Rô này nó đậm, rô nuôi chị. Nó đậm luôn hả? Trời ơi, cái đậm mình uống vậy nè. Cái đậm mình uống gì luôn các bạn. Cái này chính ôm trứng đó chị ơi. Ngồi đó đi cậu ơi. Cái cá cô đồng nè. Cái này gọi là cá cô mời chị ơi, chứ không phải cá cô đồng. Cá cô mời vậy đó. Rồi, cho Khanh lại mua nha. Nó, chị bán cá cô mời. Rồi, cá nó bự, cá cô đồng nó bự. Thì già ớt. Trời ơi, cá lóc nhảy ra ngoài chị ơi. Cá lóc này có ai nè. Dạ dạ. Có ăn rồi lát nó bò qua thành cá của cô này luôn á. Dạ dạ. Và chị bán con cá vô đẻ mùa sống này các bạn. Đó. Cá này là cá sông hả cô? Dạ. À, đây cá chị Vinh rất nhiều các bạn. Trời ơi, chị lật tép gì chắc lâu lắm hả chị? Lâu. Lật từ sáng giờ luôn hả? Dạ. Bán mới được, còn dạ. Không lật khó bán lắm. Dạ, lật thì giá cao hơn nha, chưa lật có bao nhiêu chị? À, chưa lật thì 10 ngàn, lật rồi thì 12. Dạ, dạ, có cao hơn có 2 ngàn mà cực lật quá. À, chị bán mới được. Dạ, dạ. Rồi. Chị có bán cá hàng dinh rất là nhiều luôn các bạn. Rồi cái này cá lưỡi trâu nè. Đó. Cái này làm gì ăn ngon hả chị? Muối chiên. Đó. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Đó, đây cô chị bán cá chốt giấy nè. Wow, chốt này bự quá trời bự luôn. Cá chốt này làm gì được hả chị? Cá dễ trà. Dạ. Ừ, nó bự quá trời bự mà nó bóng quá trời bóng rồi. Dạ, em quay phim. Quay lên YouTube. Và wow, cái khúc này mấy cô bán cá sát rất là nhiều các bạn. Đó. Cô cái nào cũng có cá sát nhiều chứ. Cá sát lớn bên đây, cá sát nhỏ bên đây. Đây là cảnh mùa cá rất là quen thuộc ở trong chợ cá các bạn. Rất là nhà quê luôn. Chị bán cá nó giá xong cái mấy chị khác là trả giá. Rồi mình sẽ đi tới cuối chợ luôn. Có lóc bay ra nè chị ơi. Có lóc bay ra nè. Rồi đây là cuối chợ luôn các bạn. Đây là toàn bộ khung cảnh sinh hoạt của chợ Ninh Hòa vào lúc buổi sáng nha các bạn.
Các bạn ủng hộ mình thì like và đăng ký kênh để mình có động lực nhiều video cho các bạn xem nữa nha. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các video lần sau. Bye bye.